thỏi son đắt nhất mà mình từng mua là một thỏi son của nhà YSL, mà mình nói thật với mọi người là mình cực kỳ trân trọng cái thỏi son đó luôn. Và nói thật á, là mình rất ít khi bỏ tiền ra mua những cái thỏi son cao cấp để đánh ấy mọi người. Thế nhưng mà ngay trong video ngày hôm nay trên tay mình có lên đến là 3 thỏi son cao cấp của nhà Suemura luôn mọi người ạ. Suemura là một trong những cái thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu tại Nhật Bản và rất nổi tiếng đối với son và dầu tẩy trang. Nói chung là bây giờ mình cầm trên tay mình rất là nâng niu và trân trọng 3 cái thỏi son này luôn mọi người ơi. Giá gốc của mỗi cái thỏi son này là 790.000 mà mình chỉ chọn ra 3 cái màu son mà theo như cá nhân mình nghĩ là đẹp nhất. Mình không phải là một người chuyên về son mọi người, nói chung cứ son nào đẹp là mình đánh thôi. À, trong cái thỏi son màu đỏ này nó sẽ có nhũ nha mọi người. Và cả ba cái màu son này, nói thật với mọi người, khi mà mình xem cái màu ở trên mạng ấy, mình nghĩ là nó sẽ rất là hợp đối với mình và nó sẽ rất là hợp đối với nhiều bạn và cái tông da của người châu Á. Khi mà cầm cả ba cái thỏi son này ở trên tay thì mình phải công nhận là cái bao bì lần này đẹp hơn cái thỏi son cũ rất là nhiều. Tổng quan ở bên ngoài nó sẽ có một cái lớp mica, dạng nhiều lớp mica, lớp nhựa ấy mọi người, và bên trong nó có cái lõi màu đen hoặc màu đỏ. Và ở trên thân son thì cái dòng chữ Suemura này được in khá là rõ ràng và không hề dễ bay luôn nha mọi người. Và cái thiết kế của cái son ấy thì thực sự là rất là sang trọng luôn. Bên cạnh đó thì mọi người lưu ý nhá, cái nắp son và cái thân son này nó không đóng lại bằng nam châm đâu, nó có một cái khớp và khi đóng vào mọi người sẽ nghe tiếng như thế này này. Đó, cho nên là nó khá là chắc chắn nha mọi người. Và cái thỏi son này thì có trọng lượng là 3g, thì mình thấy nó cũng không nhiều lắm. Vặn lên hết full cây thì nó chỉ được khoảng tầm từng này thôi mọi người này. Cho nên mình thấy là cái trọng lượng của cây son này công nhận là hơi ít thật. Thôi không có nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta sẽ đi vào ngay cái phần review đối với ba cái thỏi son sang chảnh ngày hôm nay nhá. Thỏi son đầu tiên mà mình sẽ đánh chính là cái thỏi son màu đỏ có nhũ này nhá. Nói chung là khi mà nhìn ở trên website của hãng ấy thì mình không có nghĩ là cái màu 562, cái dòng có nhũ này ấy, nó lại nhiều nhũ đến vậy mọi người ạ. Có thể là nếu như mà đánh một lớp mỏng ấy thì nhìn nó đẹp hơn, nhưng mà mình đánh khoảng chồng hai lớp lên cho nên là mình thấy cái nhũ nó hơi nhiều và thấy giống như cả khuôn mặt mình nó tập trung ở cái môi luôn ấy mọi người. Và đây là một cái màu đỏ cam cho nên là khi mà đánh ấy mọi người sẽ thấy là nó làm cái răng ở mình nó bị vàng đi. Thế nhưng mà thực sự là cái chất son của nhà Suemura này lần đầu tiên mình đánh, nhưng mà mình công nhận là nó đẹp thật. Mặc dù cái thỏi son này nó có nhũ nhưng mà chỉ cần quẹt một phát thôi là son lên màu rất là đỉnh. Và bên cạnh đó thì nó sẽ có một cái lớp dưỡng ẩm khá là vừa phải. Cái nhũ vàng ở trong cái thỏi son này ấy, cái kiểu nó rất là vàng và nó rất là nổi luôn ấy mọi người. Cho nên là mình nghĩ rằng cái này đánh lòng môi hay là đánh phun môi ấy, kiểu buổi tối mà có ánh đèn dọi lên một phát là kiểu nhìn thấy mỗi cái môi mình luôn ấy mọi người. Và bây giờ mình đánh ở trên môi thì mình đang thấy cái môi mình nhìn nó hơi dị dị. Cho nên là đấy, cái màu GMOR562 này, một màu đỏ cam có nhũ vàng và rất nhiều nhũ. Bạn nào can đảm thì có thể thử cái màu này nhá. Chứ còn cá nhân mình thì mình nghĩ là khi mà mình đánh ở trên môi mình thấy nó không phù hợp đối với khuôn mặt của mình lắm. Thứ hai thì mình phải công nhận với mọi người là đẹp không thể chịu được luôn á. Đây đúng là một cái màu đỏ mà mình đã tìm kiếm bao lâu nay, một cái màu đỏ nó rất gần với cái màu MAC Ruby Hue mà mình yêu thích luôn. Thế nhưng mà cái chất son của Suemura thì nó mềm mịn hơn rất là nhiều, mặc dù nó vẫn mang lại một cái cảm giác nó lì ở trên môi khi nhìn trực diện, nhưng thực tế là cái độ ẩm của son Suemura này nó rất là tốt. Mình chưa bao giờ dùng son Su, thế nhưng mà ai cũng nói với mình là dùng son Su rất là thích, hãy mua dùng thử đi, có khi là sẽ nghiện ấy. Thì bây giờ mình đã biết lý do vì sao rồi mọi người ạ. Và cái màu đỏ MRD163 này mình phải công nhận là một cái màu đỏ nó rất là đẹp luôn. Và cái độ lên màu của cái thỏi son này rất là chuẩn. Khi mà mình đánh thử thì mọi người đã thấy chỉ một quẹt thôi là nó đã lên màu rất là đỉnh luôn. Và cái màu này thì tôn răng vô cùng luôn mọi người này. Đánh lên mặt là auto đẹp, auto sang luôn, lòng môi đẹp, phun môi đẹp. Nói chung là cái màu này là cái màu MRD163, trời ơi, không mua là hối hận cả một cuộc đời, đẹp không thể chịu được luôn mọi người. Và mình nghĩ rằng mình sẽ sử dụng cái màu này trong rất nhiều những video sắp tới.
mình cực kỳ bất ngờ đối với cái chất son này luôn. Và ở trên môi mình là một cái màu đỏ hồng mà mình nghĩ rằng rất là trẻ và phù hợp đối với nhiều lứa tuổi. Và đây là một cái màu đỏ hồng mà mình nghĩ là sẽ phù hợp đối với rất nhiều tông da. Khi mà đánh son hồng á, là thường thường mình rất là sợ. Nhưng mà cái màu này thì cái màu đỏ nó nhiều hơn cái màu hồng. Cái màu hồng nó chỉ pha vào một chút để làm trắng cái men răng lên thôi. Cho nên nhìn tổng quan ấy là đánh lên mặt nhìn nó sang và nó trẻ cực kỳ. Khi mà tẩy trang đi mọi người sẽ thấy có một cái lớp tin hồng nó bám khá là chắc ở dưới môi. Khi sờ ở trên môi thì nó vẫn rất là ẩm mọi người ạ. Thế nhưng mà cái độ transfer của cái sản phẩm này ấy, thì mọi người thấy này, khi chạm ở trên môi ấy, đấy, khi mà mình chạm vào mọi người sẽ thấy này là nó vẫn dây ra tay. Thế nhưng mà thực tế là cái lớp son ở trên môi nó rất là đẹp luôn ấy mọi người. Và đối với chất son như thế này mình nghĩ rằng nó sẽ bám được khoảng tầm từ 4 đến 5 tiếng. Khi uống nước nó vẫn sẽ dây ra thành cốc. Và khi ăn uống những bữa to thì nó sẽ trôi đi khá là nhiều. Nhưng nếu như mọi người ăn uống những bữa nhỏ và bên cạnh đó là chỉ uống nước không thôi ấy, thì mình nghĩ rằng cái son này nó vẫn sẽ để lại một cái lớp màu ở trên môi rất là đẹp luôn. Chung quy lại để nhận xét về son của nhà Suemura ấy, thì cái thỏi son lì này mình nói thật với mọi người là mình cực kỳ thích luôn. Và mình nghĩ rằng trong tương lai là mình sẽ sở hữu thêm nhiều màu của nhà Suemura. Bởi vì mình thực sự rất thích cái chất son và cái màu son, hai cái màu son mà mình có trên tay công nhận là nó đẹp thật nha mọi người. Cái màu nhũ này thì mình nghĩ rằng là sẽ hơi kén người dùng vì thực tế là cái lượng nhũ ở trong cái sản phẩm này nó khá là nhiều và nó bắt sáng khá là tốt ấy. Và vậy là mình đã review xong 3 cây son đến từ nhà Suemura. Và ở cuối video ngày hôm nay thì có một thông tin rất rất là quan trọng mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Đó chính là ngày mùng 4 tháng 7 tới đây, ở trên Lazada thì Suemura sẽ chính thức khai trương gian hàng chính hãng và có cái khuyến mãi rất là hấp dẫn. Nếu như mọi người mua một cây son bất kỳ của Suemura ấy, khung giờ từ 12 giờ cho đến 1 giờ sáng của ngày mùng 4 tháng 7 giờ, thì mọi người sẽ được mua một cây son như thế này, tặng một cây son full size luôn mọi người nhá. Bên cạnh đó, sau khi tặng một thỏi son full size nhá, mọi người sẽ được tặng thêm một cái túi có in logo của Suemura như thế này, mình đã cầm ở trên tay rồi. Phải nói là nó cực kỳ chắc chắn luôn mọi người. Cái túi này rất là tiện dụng luôn. Và hết 200 đơn hàng đầu tiên mua 1 tặng 1 cây son full size thì mọi người sẽ được chuyển qua quà tặng, đó chính là hai dầu tẩy trang làm sạch da của nhà Suemura. Mỗi chai có dung tích là 15ml, có trị giá là 250.000. Bên cạnh đó tặng một túi trang điểm thời trang Suemura trị giá 300.000. Và quà cho mọi đơn hàng đó chính là hai gói dầu tẩy trang làm sạch da Suemura có dung tích là 4ml. Và bên cạnh đó quà cho đơn hàng từ 700.000 là mọi người sẽ được tặng một túi có in logo của nhà Suemura như thế này nha mọi người. Chi tiết về chương trình khai trương này như thế nào thì mọi người có thể tham khảo cái đường link mình đặt ở ngay bên dưới phần mô tả của video nhé. Và nhớ là săn nha mọi người, mua một tặng một nha mọi người. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này đừng quên để lại cho mình một lượt like và subscribe. Đừng quên nhấn vào nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Và mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.